Hôm nay là đua chính thức giải vô địch đua giỏ composite toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 các bạn. Hôm nay là ngày chính thức ngày 14 tháng 1 năm 2020. Ủa anh ơi, nãy giờ có đua chưa? Chuẩn bị bắt đầu à, hay là có đua rồi? Mẹ ơi, 9 giờ mới đua lộn hay vậy? 9 giờ là hả? Đây lấy tư 36 luôn đó chị. Chân dịch, chân dịch. Tại vì em tới 3, 4.